Vâng, xin chào các bác và anh em nhé. Ngày hôm nay bên em về được rất là nhiều các mẫu loa mà các bác và anh em đang quan tâm, vừa để nghe nhạc, vừa để trưng bày và vừa hát karaoke. Đầu tiên em kể đến đó là một đôi loa Tannoy, một đôi loa Tannoy bass 30. Vâng, đây là dòng loa bass 30 của Tannoy về còn rất là đẹp không nhé, đẹp long lanh luôn. Bề kế bên đây thì đó là một đôi loa Pioneer set 88, cũng dòng loa bass 30. Pioneer thì nói các bác biết rồi, quá hay luôn. Ở bên cạnh đây là những đôi loa Wewood VK312, cũng được thiết kế màu vân gỗ cực kỳ là sang trọng. Vâng, hôm nay về rất là nhiều luôn, bày rất là đẹp. Vâng, thì trong đó bên em về được những mẫu loa BMB 2000C bãi Trung Quốc. Đây là hàng nội địa Trung, BMB 2000C bass 30. Và bên em cũng đang bày đây. Điều mà bên em muốn nhắn nhủ đến các bác và anh em, đây là bên em bao zin nhá. Bao zin, khẳng định với các bác và anh em là nó còn nguyên zin luôn. BMB 2000C các bạn, con này cực đẹp luôn. BMB 2000CD 2000C các bác nhá, con này sản xuất tại Trung Quốc luôn. Đó, đèn mã vẫn còn, nói chung là người sử dụng con đôi loa này còn giữ gìn đấy, không thiếu gì luôn. Vâng, đôi loa này 350 thì chúng ta vừa để nằm vừa để treo được, rất là tiện. BMB của Nhật Bản thì nó quá nổi tiếng rồi, nói đến các bác và anh em chơi âm thanh thì nó đến BMB là biết ngay được. Những dòng loa cực kỳ là cao cấp. Hiện nay thì nhà máy đã chuyển giao sang phía Trung Quốc năm 1990, vì thế mà BMB hiện tại bây giờ đa số sản xuất tại Trung Quốc, nhưng đây là hàng nội địa Trung Quốc, người Trung Quốc sử dụng. Đây là hàng mà bên em thanh lý ở quán karaoke vùng ven ngoài biên đấy ạ. Vâng, rất là đẹp. Em bên em về được 5 đôi, còn rất là chất. Và định với các bác và anh em, khi mà các bác mua đôi loa này về thì quên sầu luôn, quên sầu luôn các bác nhé. Bây giờ chúng ta cùng đi lắng nghe nhé. BMB 2000C hàng bãi nội địa Trung, nó còn rất là đẹp và còn rất là zin. Vâng, bác vui lòng đeo tai nghe nhé. Em đang kết nối một đôi loa BMB 2000C đấy ạ. Chét Trung bát rất là sâu. Nhạc quá hay luôn các bác ạ. Vâng, thì đó là một cái chất nhạc của đôi loa BMB 2000C bãi nội địa Trung Quốc 330. Nghe rất là hay, rất sâu lắng, rất trìu mến các bác nhá. Rất ấm áp những đôi tai mà kể cả những bác và anh em có tính. Nghe rất phê luôn ạ. Kể cả những cái tem 7 màu phía bên trong đây vẫn còn các bác nhá. Nói chung còn đẹp lắm. Logo hơi chảy tí. Vâng, các bác là muốn lấy thì hãy liên hệ ngay cho bên em theo hai số like trên video nhá.
video ngắn chia sẻ đến các bác là một trong những mẫu loa BMB đang rất là đẹp, 330 BMB 2000C. Các bác nào lấy thì anh liên hệ ngay cho em, làm đôi duy nhất thôi ạ, à, không có nhiều các bác nhé. Ngày hôm nay là ngày 18 tháng 9, vâng, xin phép được dừng video nhé. Hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo ạ.